Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 111. Hallelujah! Tôi sẽ hết lòng ngợi khen Đức Giê-hô-va trong đám người ngay thẳng và tại hội chúng. Công việc Đức Giê-hô-va đều lớn lao, phàm ai ưa thích, ắt sẽ tra sát đến. Công việc Ngài có vinh hiển oai nghi, sự công bình Ngài còn đến đời đời. Ngài lập sự kỷ niệm về công việc lạ lùng của Ngài. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và có lòng thương xót, ban vật thực cho kẻ kính sợ Ngài và nhớ lại sự giao ước mình luôn luôn. Ngài đã tỏ cho dân sự Ngài quyền năng về công việc Ngài, đặng ban cho họ sản nghiệp của các nước. Công việc tay Ngài là chân thật và công bình. Các diền mối Ngài đều là chắc chắn, được lập vững bền đời đời vô cùng, theo sự chân thật và sự ngay thẳng. Ngài đã sai cứu chuộc dân Ngài, truyền lập giao ước Ngài đến đời đời. Danh Ngài là thánh, đáng kính sợ. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. Chương 13. Này là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em. Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. Điều đó tôi đã nói rồi, bây giờ lại nói trước nữa. Ngày nay tôi dầu vắng mặt, nhưng chẳng khác lúc tôi ở với anh em lần thứ hai. Tôi rao cho kẻ trước có phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi lại đến thì chẳng dung thứ chi hết. Vì anh em phải có một bằng cớ rằng, Đấng Christ phán bởi tôi, tức là Đấng đối với anh em chẳng phải là yếu đuối đâu, bèn là mạnh mẽ ở giữa anh em vậy. Bởi vì dầu Ngài nhân sự yếu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng Ngài sống bởi quyền phép Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng vậy, dầu là yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền phép Đức Chúa Trời thì cũng sẽ sống với Ngài, đặng làm việc giữa anh em. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giêsu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Song tôi mong anh em nhận biết rằng chúng tôi chẳng đáng bị bỏ. Nhưng chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời cho anh em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chính chúng tôi được ứng chịu, song hầu cho anh em làm điều thiện, mặc dù chúng tôi như đáng bị bỏ. Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch cùng lẽ thật, nhưng chỉ có thể thuận theo lẽ thật. Dầu chúng tôi yếu đuối, miễn là anh em được mạnh mẽ thì chúng tôi cũng vui mừng. Và điều chúng tôi cầu xin, ấy là cho anh em được nên trọn vẹn. Vậy nên khi vắng mặt, tôi viết những điều này để khi tôi có mặt, không dùng thẳng phép theo quyền Chúa ban cho tôi để gây dựng, chứ không phải để hủy diệt. Rốt lại, hỏi anh em, hãy mừng rỡ, khá theo đến sự trọn lành. Hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy thánh đồ chào anh em. Nguyện xin ơn của Đức Chúa Giêsu Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Chương 18. David điểm dân sự đi theo mình, rồi đặt ở trước đầu chúng những trưởng của ngàn người, trưởng của trăm người. Người chia dân ra làm ba toán, khiến Joab lãnh một toán, Abishai con của Seruya em của Joab lãnh một toán, còn Itai người Gác lãnh một toán. Đoạn vua nói cùng dân sự rằng, hẳn ta cũng sẽ đi ra với các ngươi. Nhưng dân sự thưa rằng, vua chớ đến, vì nếu chúng tôi chạy trốn, thù nghịch sẽ không lấy làm hệ trọng gì, và dẫu đến đổi phân nửa chúng tôi có chết đi thì chúng nó cũng không chú ý đến. Còn vua, vua bằng một vạn chúng tôi. Vậy thà vua ở trong thành trực sẵn tiếp cứu chúng tôi thì hơn. Vua tiếp rằng, ta sẽ làm điều chi các ngươi lấy làm phải. Vậy
người đứng tại cửa thành, trong khi dân sự kéo đi từng toán trăm và ngàn. Vua truyền lệnh này cho Joab, Abishai và Itai mà rằng: hãy vì cớ ta dung cho Absalom trai trẻ. Cả dân đều nghe lời vua căn dặn cho các trưởng vì Absalom. Dân sự kéo ra đồng đón quân Israel giao chiến tại trong rừng Ephraim. Đạo quân Israel bị các tôi tớ của David đánh bại. Thật ấy là một trận thua lớn. Trong ngày đó chết mất 2 vạn người. Chiến tranh lan khắp miền, và trong ngày đó có nhiều người chết mất trong rừng hơn là chết ở dưới lưỡi gươm. Các tôi tớ của David gặp Absalom cưỡi một con la. Con la lủi vào dưới nhành xỏ rế của cây thông lớn. Đầu Absalom phải vướng trong nhành và người bị treo giữa khoảng trời đất. Còn con la chở người thì thoát đi khỏi. Có người thấy điều đó đến nói cùng Joab rằng: tôi đã thấy Absalom bị treo trên cây thông. Joab đáp cùng người rằng: chi, ngươi có thấy hắn ư? Vậy sao chẳng giết hắn tại chỗ đi? Nhược bằng có giết, ta sẵn lòng thưởng ngươi 10 miếng bạc và một cái đai lưng. Nhưng người ấy thưa rằng: dẫu tôi nắm trong tay 1.000 miếng bạc, cũng chẳng dám tra tay vào vương tử, vì chúng tôi có nghe vua biểu dặn ông Abishai và Itai rằng: khá giữ lấy, chớ đụng đến chàng Absalom trai trẻ. Vả lại, nếu tôi lấy lòng bất trung mà giết người, thì chẳng có thể nào giấu được vua. Chắc chính ông làm người cáo tôi. Joab đáp: ta chẳng thèm nán ở đây mà nghe ngươi. Người bèn lấy 3 cây giáo đâm vào trái tim của Absalom đang còn sống ở giữa cây thông. Đoạn 10 kẻ trai trẻ vác binh khí của Joab vây quanh Absalom, đánh và giết người đi. Kế đó Joab thổi kèn, dân sự thôi đuổi theo quân Israel bởi vì Joab cản chúng. Người ta lấy thây Absalom ném vào trong một cái hố lớn ở giữa rừng, rồi chất đá lên trên người thành một đống lớn. Hết thảy mọi người Israel đều chạy trốn về trại mình. Absalom lúc còn sống có sai dựng một cái bia ở trong trũng vua, vì người nói rằng: ta không có con trai đặng lưu danh ta. Rồi người lấy danh mình đặt cho cái bia đó. Đến ngày nay người ta hãy còn gọi là bia Absalom. Ahimác, con trai của Sa-đốc, nói cùng Gioáp rằng: xin cho phép tôi chạy đem cho vua tin lành này rằng Đức Giê-hô-va đã xử công bình và giải cứu người khỏi kẻ thù nghịch mình. Joab đáp: ngày nay ngươi sẽ chẳng làm kẻ đem tin lành, một ngày khác ngươi sẽ làm. Ngày nay cái tin chẳng được lành vì vương tử đã chết. Joab bèn nói cùng Cushi rằng: hãy đi thuật cho vua điều ngươi đã thấy. Cushi lại Joab rồi chạy đi. Ahimác, con trai của Sa-đốc, lại nói cùng Joab rằng: mặc dầu xảy đến điều chi, hãy để cho tôi chạy theo sau Cushi. Joab tiếp: hỡi con, cớ sao con muốn chạy đi? Việc báo tin này sẽ chẳng thưởng gì cho con. Người thưa: mặc dầu, tôi muốn chạy đi. Joab nói cùng người rằng: hãy chạy đi. Vậy Ahimác chạy qua đồng bằng và bươn tới trước Cushi. David ngồi ở giữa 2 cửa thành, còn quân canh trèo lên đỉnh lầu cửa thành. Ở trên vách tường ngước mắt lên, nhìn thấy có một người chạy ên. Quân canh la lên và tâu cho vua biết. Vua nói: nếu hắn một mình chắc đem tin lành. Người chạy mãi và đi đến gần. Đoạn quân canh thấy một người khác cũng chạy, bèn la với người giữ cửa mà rằng: kìa, lại có một người chạy ên. Vua nói: hắn cũng đem tin lành. Quân canh tiếp: thấy người chạy đầu giống dạng Ahimác, con trai của Sa-đốc. Vua nói: ấy là một người tử tế, người chắc đem tin lành. Ahimác bèn kêu lên và tâu cùng vua rằng: mọi sự may mắn. Rồi người sắp mình xuống trước mặt vua và tâu rằng: ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài đã giải cứu vua khỏi những kẻ đã phản nghịch cùng vua chúa tôi. Nhưng vua hỏi rằng: chàng Absalom trai trẻ được bình an vô hại chăng? Ahimác thưa rằng: khi Joab sai kẻ tôi tớ vua và chính tôi đi,
thì tôi thấy có sự ồn ào dữ dội dấy lên, nhưng tôi chẳng biết là chi. Vua phán cùng người rằng, hãy lui ra và đứng tại đó. Người bèn lui ra và chờ. Cushi bèn đến và tâu rằng, này là một tin lành cho vua chúa tôi. Ngày nay Đức Giê-hô-va đã xử công bình cho vua và giải cứu vua khỏi các kẻ dấy lên phản nghịch cùng vua. Vua nói cùng Cushi rằng, chàng Absalom trai trẻ được bình an vô hại chăng? Cushi đáp, nguyện các kẻ thù nghịch vua chúa tôi và hết thảy những người nào phản nghịch đặng hại vua bị đồng số phận với người trai trẻ ấy. Vua rất cảm thương, bèn lên lầu cửa thành và khóc. Người vừa đi vừa nói rằng, ôi Absalom con trai ta, Absalom con trai ta, con trai ta, ước chi chính ta chết thế cho con. Ôi Absalom con trai ta, con trai ta. Chương 19. Người ta đến nói cùng Gioáp rằng, kìa vua khóc và than tiếc Absalom. Ấy vậy, chính trong ngày đó sự thắng trận bèn đổi ra sự thảm sầu cho cả dân sự, vì dân sự đã nghe nói rằng vua rất buồn bực về sự chết của con vua. Nên nổi trong ngày đó, dân sự lén trở vào thành, dường như một đạo binh mắc cỡ vì đã trốn khỏi chiến trận. Vua trùm mặt, la lớn tiếng lên rằng, ôi Absalom con trai ta, ôi Absalom con trai ta, con trai ta. Gioáp bèn vào nhà vua và nói rằng, ngày nay vua làm hổ mặt các kẻ tôi tớ vua, là những người chính ngày nay đã cứu mạng sống của vua, của các con trai và các con gái vua, luôn đến cứu mạng sống của các vợ và hầu vua nữa. Vậy vua thương những người ghét vua và ghét những người thương vua, vì vua mới tỏ ra rằng những quan trưởng và các tôi tớ của vua chẳng ra chi với vua. Rày tôi biết rõ ràng, nếu Absalom còn sống và chúng tôi ngày nay đều chết hết thảy thì vừa ý vua. Thà vua trỗi dậy đi ra nói những lời dục lòng các tôi tớ vua. Vì tôi chỉ Đức Giê-hô-va mà thề rằng, nếu vua không trường ra thì đêm nay sẽ không còn một người nào ở bên vua, và tai nạn ấy sẽ còn trọng hơn các tai nạn khác đã xảy đến cho vua từ khi thơ ấu tới ngày nay. Bây giờ vua trỗi dậy ngồi tại cửa thành. Người ta cho cả dân sự biết rằng vua đã ngồi tại cửa thành. Cả dân sự bèn kéo đến trước mặt vua. Vả Israel ai nấy đều đã chạy trốn nơi trại mình. Trong các chi phái Israel, người ta trách nhau rằng, vua đã giải chúng ta khỏi tay kẻ thù nghịch chúng ta, và người đã cứu chúng ta khỏi tay dân Philistin. Song bây giờ người phải trốn khỏi xứ vì cớ Absalom. Vả Absalom mà chúng ta đã sức dầu cho làm vua chúng ta đã chết trong chiến trận. Vậy bây giờ nhân sao các ngươi không nói đem vua trở về? Vua David sai nói cùng hai thầy tế lễ Sa-đốc và A-bi-tha rằng, hãy nói cùng các trưởng lão Giu-đa mà rằng, lời cả Israel nói về việc rước vua về đã thấu đến nơi vua rồi. Vậy cớ sao các ngươi là kẻ sao chót đem vua về cung người? Các ngươi là anh em ta, là cốt nhục ta, nhân sao các ngươi là kẻ sao chót đem vua về? Cũng hãy nói cùng Amasa rằng, ngươi há chẳng phải là cốt nhục ta sao? Nếu ngươi không làm tổng binh thế cho Gioáp hằng ở trước mặt ta, thì nguyện Đức Chúa Trời phạt ta cách nặng nề. Như vậy, David được lòng hết thảy người Giu-đa, dường như họ chỉ một người mà thôi. Họ bèn sai nói với vua rằng, xin vua hãy trở về với hết thảy tôi tớ vua. Vậy vua trở về đến tại bờ sông Giô-đan. Các người Giu-đa đi đến đón vua tại Ginh-gan, đặng đưa vua qua sông Giô-đan. Shimei, con trai Gera, người Benjamin ở Bahurim, lật đật đi xuống với các người Giu-đa đón vua David. 1,000 người Benjamin đều theo người, với Sipba tôi tớ của nhà Saul, cùng 15 con trai người và 20 đầy tớ. Chúng qua sông Giô-đan tại trước mặt vua. Chiếc đò để sẵn cho gia quyến vua cũng qua một lượt. Shimei, con trai của Gera, phục dưới chân vua David trong khi vua hầu qua sông Giô-đan. Người nói cùng vua rằng, cầu xin Chúa tôi chớ kể tội ác cho tôi, và đừng nhớ đến sự gian tà mà kẻ tôi tớ vua đã phạm trong ngày vua chúa tôi đi ra khỏi Jerusalem. Xin vua chớ để điều đó vào lòng. Kẻ tôi tớ vua nhìn biết mình đã phạm tội.
Vì vậy, ngày nay, trong cả nhà Joseph, tôi đã đến trước hết đặng xuống đón vua chúa tôi. Nhưng Abishai, con trai Seruya đáp rằng, vậy người ta há không xử tử Shimei vì cớ đó sao, là kẻ đã rủa xả đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va? Nhưng David đáp cùng người rằng, hỡi các con trai Seruya, ta có can hệ chi với các ngươi chăng, mà ngày nay các ngươi ở với ta khác nào kẻ cừu địch? Trong một ngày như vậy, người ta há có thể sai giết một người trong Israel ư? Ngày nay, có lẽ nào ta không hiểu rằng ta là vua của Israel sao? Đoạn vua nói cùng Shimei rằng, ngươi chẳng chết đâu. Rồi vua lập lời thề với người. Mephibosheth, con trai của Saul, cũng đi xuống đón vua. Người không có rửa chân, chải râu hay là giặt áo mình từ lúc vua ra đi cho đến ngày vua trở về bình an vô sự. Khi người ở Jerusalem đến đón vua, thì David hỏi người rằng, hỡi Mephibosheth, sao ngươi không đến cùng ta? Người thưa rằng, ôi vua chúa tôi, thằng tôi tớ tôi có đánh lừa tôi. Thật tôi nghĩ rằng tôi sẽ thắng lừa, rồi cởi nó đặng đi theo vua, vì tôi tớ của vua là què. Người ta có cáo gian tôi ở nơi vua chúa tôi. Nhưng vua chúa tôi khác nào một thiên sứ của Đức Chúa Trời. Xin hãy đãi tôi theo ý vua lấy làm tốt, vì các người của nhà cha tôi trước mặt vua chúa tôi chỉ đáng chết mà thôi. Dầu vậy, vua đã để tôi và số người ăn nơi bàn vua. Thế thì tôi nào còn lẽ gì mà phàn nàn cùng vua? Vua nói cùng người rằng, sao còn nói về việc mình làm chi? Ta đã nói rằng ngươi và Siba hãy chia lấy đất. Mephibosheth thưa lại rằng, Siba lấy hết cũng được, bởi vì vua chúa tôi đã trở về nhà mình bình an vô sự. Bác-si-lai ở Gala-át cũng từ Rogelim xuống và qua sông Giô-đanh với vua, đặng đưa vua đến bên kia sông. Người đã già quá, được 80 tuổi, có cung cấp lương thực cho vua trọn lúc vua ở tại Mahanaim, vì người có nhiều của cải lắm. Vua nói với Bác-si-lai rằng, hãy qua sông Giô-đanh với ta, ta sẽ bao bọc cho ngươi ở nhà ta tại Jerusalem. Nhưng Bác-si-lai thưa cùng vua rằng, bây giờ tôi còn bao lâu ngày nữa mà lại cùng vua đi lên Jerusalem? Ngày nay tôi được 80 tuổi, há còn có thể phân biệt điều tốt và điều xấu ư? Kẻ tôi tớ vua cũng chẳng nếm được mùi của vật mình ăn và uống, há lại còn có thể vui nghe người nam nữ ca sướng sao? Kẻ tôi tớ vua sẽ làm bận vua chúa tôi mà làm chi? Kẻ tôi tớ vua sẽ cùng vua đi tới một chút ở bên kia sông Giô-đanh. Cớ sao vua muốn thưởng cho tôi cách giường ấy? Xin cho phép tôi trở về, hầu cho tôi chết trong thành tôi, gần bên mộ của cha mẹ tôi. Nhưng này là Kim-ham, kẻ tôi tớ vua, nó sẽ đi qua sông Giô-đanh với vua chúa tôi, rồi vua phải đãi nó tùy ý vua lấy làm tốt. Vua tiếp rằng, Kim-ham sẽ theo ta, ta sẽ làm cho nó mọi điều ngươi muốn. Hễ ngươi xin ta điều gì thì ta sẽ nhậm cho. Vậy cả dân sự đều qua sông Giô-đanh, chính mình vua cũng đi nữa. Đoạn vua hôn và chúc phước cho Bác-si-lai, rồi Bác-si-lai trở về xứ sở mình. Từ đó vua đi qua Ginh-ganh, có Kim-ham, cả dân Giu-đa và hơn phân nửa dân Israel đều theo. Bây giờ hết thảy người Israel đến cùng vua mà hỏi rằng, cớ sao anh em chúng tôi là người Giu-đa có lén đem vua đi đưa sang sông Giô-đanh luôn với người nhà và hết thảy kẻ theo vua? Người Giu-đa đáp lại cùng người Israel rằng, ấy vì vua là đồng tộc cùng chúng ta. Vả lại, cớ sao anh em giận? Chúng ta có ăn nhờ gì của vua chăng? Chúng ta há có lãnh một của gì nơi vua sao? Nhưng người Israel đáp cùng người Giu-đa rằng, chúng ta có 10 phần nơi vua, lại David thuộc về chúng ta hơn là các ngươi. Vậy cớ sao các ngươi không đếm xỉa đến chúng ta? Há chẳng phải chúng ta nói trước đem vua về sao? Những lời nói của người Giu-đa lại còn nặng hơn lời nói của người Israel. Chương 20. Tại đó có một người gian tà tên là Sheba, con trai của Biết-ri người Benjamin. Người thổi kèn lên và nói rằng, chúng ta chẳng có phần nào cùng David, cũng chẳng can thiệp gì nơi con trai Isai.
Hỡi Israel, mỗi người hãy trở về trại mình. Hết thảy dân Israel bèn phân rẽ David theo Sheba, con trai Bichri. Nhưng người Juda vẫn trung tín cùng vua mình, theo người từ Giô-đanh cho đến Jerusalem. Khi David trở về cung mình tại Jerusalem rồi, thì bắt 10 người cung phi vua đã để cho coi giữ đền mà cầm trong một nhà riêng, cấp lương thực cho chúng nó dùng, nhưng không đi đến cùng chúng nó. Chúng nó bị giam cầm ở quá cho đến ngày chết. Kế đó, vua nói cùng Amasa rằng: trong 3 ngày đây, hãy nhóm hiệp cho ta những người Juda, và chính ngươi cũng phải có mặt đây. Vậy Amasa đi đặng nhóm hiệp người Juda, nhưng người chậm trễ quá hạn đã định. David bèn nói với Abishai rằng: bây giờ Sheba, con trai Bichri, sẽ làm hại chúng ta hơn Absalom. Vậy ngươi hãy đem các chiến sĩ của chúa ngươi đuổi theo Sheba, kẻo nó choáng lấy thành nào kiên cố và thoát khỏi chúng ta chăng? Bây giờ đạo binh Joab, người Kirethit và người Phelethit với các kẻ dõng sĩ hơn hết đều đi theo Abishai. Họ đi ra khỏi thành Jerusalem đuổi theo Sheba, con trai Bichri. Khi chúng đến gần bên hòn đá lớn của Gabaon thì thấy Amasa đi đến. Joab mặc áo lính, ở ngoài có dây đeo gươm mình, thòng ở nơi hông và đuốc trong vỏ. Khi người xâm tới, gươm bèn tuột ra. Joab nói với Amasa rằng: hỡi anh mạnh chăng? Rồi người lấy bàn tay hữu nắm râu Amasa đặng hôn người. Amasa không coi chừng cây gươm ở nơi tay kia của Joab. Joab đâm một mũi trong bụng, ruột Amasa đổ ra xuống đất. Người chết, không phải đâm lại lần thứ nhì. Đoạn Joab và Abishai em người lại đuổi theo Sheba, con trai Bichri. Một đứa trẻ trong bọn đầy tớ của Joab đứng gần Amasa mà nói rằng: ai thương Joab và thuộc về David hãy theo Joab. Song Amasa đẫm trong máu ở giữa đường. Khi đứa trẻ thấy hết thảy dân chúng đều dừng lại gần thay Amasa, thì xít thay người khỏi đường, đem đi trong một cánh đồng, đắp một cái áo choàng trên nó. Khi thay đã cất khỏi đường cái rồi, thì hết thảy dân chúng đều đi qua theo Joab đặng đuổi theo Sheba, con trai Bichri. Joab đi khắp các chi phái Israel cho đến Aben Bet Maka, và hết thảy những dõng sĩ đều nhóm hiệp lại và đi theo đạo quân người. Vậy họ đến vây phủ Sheba trong Aben Bet Maka, đắp lên một cái lũy cao hơn đồn thành, và cả đạo quân Joab đào tường thành đặng làm cho nó ngã xuống. Bây giờ có một người nữ khôn ngoan ở trên đầu đồn thành la lên cùng chúng rằng: các ngươi hãy nghe, hãy nghe. Xin hãy nói cùng Joab lại gần đây, tôi muốn nói chuyện cùng người. Khi Joab đã lại gần, người nữ hỏi rằng: ông có phải Joab chăng? Người đáp: phải, ta. Nàng tiếp: hãy nghe lời con đòi ông. Người đáp: ta nghe. Nàng bèn nói như lời này: thuở xưa người ta có thói quen nói rằng: hãy đi hỏi ý dân Aben rồi mới nên việc như thế. Trong Israel, thành chúng tôi là một thành hòa bình và trung hậu hơn hết, mà ông lại muốn diệt một thành là chính đô của Israel sao? Nhân sao ông muốn phá hủy cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va? Joab đáp rằng: không, không phải vậy đâu. Ta quyết hẳn không muốn diệt, không muốn phá hủy, đó chẳng phải là ý ta. Nhưng có một người ở núi Ephraim tên là Sheba, con trai của Bichri, đã phản nghịch cùng vua, tức là David. Hãy nộp một mình hắn thôi, thì ta sẽ giang ra khỏi thành. Người nữ nói cùng Joab rằng: người ta sẽ ném đầu hắn qua tường cho ông. Vậy người nữ ấy đến trước mặt cả dân chúng và nói cho nghe lời ý luận khôn ngoan của nàng. Chúng chém đầu Sheba, con trai Bichri, rồi ném cho Joab.
Gioáp bèn thổi kèn lên, đạo quân giang ra khỏi thành và tản đi. Ai nấy đều trở về nhà mình, còn Gioáp trở về Jerusalem gần bên vua. Gioáp tổng lãnh cả đạo binh của Israel. Benaya con trai Jehoiada làm đầu trưởng các người Kerethit và Phelethit. Adoram được bầu cử coi về thuế khóa. Josaphat con trai Ahilud làm thủ bộ. Sheya làm thư ký. Sadoc và Abitha làm thầy tế lễ. Còn Ira người Jair-ơ làm tể tướng thân mật của David. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.